Thưa quý vị, đến thăm làng cổ Đường Lâm vào dịp này thì quý vị sẽ có cơ hội được trải nghiệm không gian nghệ thuật truyền thống độc đáo và thú vị tại lớp mỹ thuật truyền thống miễn phí của nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát. Lớp học truyền nghề mỹ thuật truyền thống miễn phí là sáng kiến của nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát, giúp du khách khám phá nghề mỹ thuật truyền thống tại làng cổ, là một điểm mới độc đáo thu hút khách đến Đường Lâm du lịch. Sinh ra và lớn lên tại làng cổ Đường Lâm, một trong những cái nôi văn hóa của dân tộc, nơi kết tinh của văn minh châu thổ sông Hồng. Vẻ đẹp và giá trị văn hóa của quê hương đã thôi thúc nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát mở lớp truyền nghề mỹ thuật truyền thống. Đến với lớp học của nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát, du khách sẽ được tự tay hoàn thiện một bức tranh khắc gỗ từ khắc bản in, tô màu, hay các bước tạo nên một tác phẩm sơn mài trên các chất liệu bản địa thân thiện như gỗ mít, vỏ trứng, vỏ chai, đá ong. Tôi thì là một nghệ nhân, một họa sĩ chuyên về sơn mài. Thì khi sinh sống tại địa phương thì tôi cũng rất là muốn bằng cái sức của mình đóng góp cho quê hương. Thì với cái chuyên môn làm về mỹ thuật thì tôi đã cách đây hơn 10 năm là tôi đã mở cái lớp truyền nghề về sơn mài miễn phí rồi. Thì thời gian gần đây thì tôi có mở thêm một cái lớp là trải nghiệm về tranh in khắc gỗ. Thì với hai cái loại hình nghệ thuật trên và hoạt động trên cái mảnh đất Đường Lâm Sơn Tây là một mảnh đất du lịch, thì tôi mong muốn là đây cũng là một cái sản phẩm du lịch mới để có thể là giúp mọi người có nhiều cái trải nghiệm thú vị hơn khi đến với Đường Lâm Sơn Tây. Là lớp học miễn phí nhưng được tổ chức khá quy củ, nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát chia sẻ, anh đã dành nhiều tháng để lên giáo trình và chuẩn bị học liệu. Cùng với lịch trải nghiệm cố định vào sáng chủ nhật hàng tuần, nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát còn sẵn sàng thu xếp tổ chức các lớp trong tuần theo đăng ký trước của các nhóm học sinh, du khách. Đến đây thì tôi thấy là không gian thì rất là đầy tính nghệ thuật của cổ truyền, và cũng thấy có nhiều người đến trải nghiệm thì cũng cảm thấy rất là vui, và cũng mong là sẽ có nhiều người biết đến lớp học này hơn nữa, để nhất là những người mà có cùng sở thích giống như mình là gìn giữ và quan tâm đến các giá trị nghệ thuật của quê hương. Hiện tại mình để ý mình xem rất nhiều cái gọi là những cái chương trình học ở đây nhưng mình xem đấy thì là thấy các bạn rất là hào hứng luôn. Rất nhiều bạn trẻ sẽ tránh xa được cái điện thoại rồi tivi rồi thì internet để các bạn có thể làm những cái công việc gọi là truyền thống, gọi là những cái văn hóa truyền thống của ông cha đấy. Thì ví dụ như không có những cái lớp như thế này thì dần dần nó sẽ bị mai mòn đi về cái văn hóa của dân gian. Với du khách đến thăm Đường Lâm, lớp học miễn phí của nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát không chỉ mang lại trải nghiệm mới lạ mà còn là niềm vui, kỷ niệm đáng nhớ với gia đình, bạn bè, người thân. Lớp học không chỉ lan tỏa tình yêu dành cho văn hóa dân tộc mà còn đang góp phần mang đến sản phẩm du lịch hấp dẫn cho làng cổ Đường Lâm, giúp mảnh đất này có thêm sức hút với bước chân du khách.